Ngài với môi miệng đầy sự vui mừng, với lời cảm tạ, với sự liên tục, với chính cuộc sống chúng ta cho đến trọn đời. Vì những công việc mà Chúa đã làm cho chúng ta thật vĩ đại và kỳ diệu, vượt qua mọi sự hiểu biết của người thường. Đó cũng nói lên ý nghĩa của bài thánh ca mời quý hội thánh cùng đồng lòng với ban hát tôn vinh thánh ca 35, bài ca ngợi khen. Chúa Trời và cùng tin ta nữa, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sẵn sàng cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó cũng là ý nghĩa của bài thánh ca. Xin mời quý hội thánh đồng lòng với ban hát trong thánh ca 599, lòng cả con chớ bối rối.
Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34 Kinh Thánh nói rằng: Về chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đã cho ngày ấy. Đó cũng là ý nghĩa trong bài thánh ca 276, Chúa sẽ lo toan. Xin kính mời quý hội thánh đồng lòng cùng bác hát tôn vinh Chúa bài thánh ca này. Chúa thánh ca dân Chúa Thủy Chung. Sau đó xin mời bà mục sư Trần Hằng Vân cầu nguyện dân hiến.
Lạy Chúa, Cha thân yêu của chúng con, là đấng thành tín mà chúng con thờ phượng. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một món quà quý báu mà Ngài đã hứa là hễ ai tin thì sẽ được. Đó là cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng qua việc sự nhận đức tin của chúng con. Cảm ơn Chúa về sự hào phóng ân điển mà Ngài luôn tuôn tràn trên đời sống của chúng con. Tất cả những gì chúng con có đều là những món quà của Ngài ban cho. Chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa đã cho hội thánh của chúng con trong năm 2020 vừa qua, mặc dù có quá nhiều biến động trên toàn thế giới cũng như ở đất nước mà chúng con đang sống. Chúa đã gìn giữ tất cả con cái của Ngài trong hội thánh của chúng con bình an. Hơn thế nữa, Chúa đã cho hội thánh của chúng con về mặt tài chánh trong năm qua không bị thâm thục. Mặc dầu những chi tiêu gia tăng hàng tháng, chúng con vô cùng hân hoan tạ ơn Ngài. Giờ đây, một lần nữa chúng con xin Chúa chấp nhận phần dâng hiến của chúng con như là lòng biết ơn của chúng con, đẹp lòng Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng con nhìn thấy phước hạnh trong sự dâng hiến để mở lòng rộng rãi cho công việc Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho những ai đang thiếu thốn, cầu xin Chúa ban bình an, soi dịu những đợt sóng trong lòng của họ và nhắc cho họ nhớ rằng Cha của họ trên trời giàu có như thế nào. Cầu xin hạt giống của sự trông cậy được gieo trong lòng mỗi chúng con, để dù một ngày nào chúng con chẳng còn gì hết, nhưng có Chúa là chúng con có tất cả. Xin giúp chúng con cẩn thận giữ tấm lòng mình hơn hết trước những cám dỗ của Satan, và ban cho chúng con sự khôn ngoan để sử dụng nguồn tài chánh một cách hợp lý. Ban cho chúng con ơn phước hơn nhẫn lãnh. Xin cho chúng con có một tấm lòng rộng rãi để giúp đỡ những ai thiếu thốn. Xin Ngài chúc phúc bội phần cho những ai đã có lòng rộng rãi, dâng và cho đi để phục vụ công việc phát triển của Chúa trên đất tạm dương này. Chúng con xin thành kính nhận nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa. Dạ, xin cảm ơn bà mục sư. Xin kính mời ông Thao báo cáo soạn sổ năm 2020. Dạ, xin kính mời ông. Tôi xin được đọc bản báo cáo kiểm soát sổ sách của Hội Thánh. Trưởng ban tổ chức Đại hội Thường niên năm 2020 kính gửi Hội Thánh Tin lành Baptist, Sugarland, Texas, trích yếu về việc báo cáo kiểm soát sổ sách hội thánh, tham chiếu điều 6 phần 3 của hiến chương và nội quy hội thánh, cùng biên bản của hội thánh về việc bầu trưởng ban tổ chức đại hội và hai người kiểm soát. Kính thưa hội thánh, thi hành theo văn thư dẫn thượng, chúng tôi gồm có trưởng ban tổ chức và hai người kiểm soát sổ sách xin kính trình với hội thánh. Sau khi kiểm soát các sổ sách về chi thu của năm 2020 của hội thánh và hội ý với mục sư quản nhiệm cùng cô thủ quỹ,
Thảo Nguyễn, chúng tôi đã cùng làm việc để trong thời gian sắp tới, Hội Thánh sẽ có bản báo cáo tài chánh hàng tháng, ngõ hầu chúng ta góp sức chung lo quỹ của Hội Thánh. Cô Thảo đã làm đầy đủ, rõ ràng, minh bạch các chi tiết kế toán. Ngoài ra, hàng tuần cô cũng đã kêu gọi Hội Thánh dâng hiến rời rộng để có thêm tài chánh cho nhà Chúa. Nhờ vậy mà tổng số nợ của năm trước 2020-2019 là 272.396 đồng. Năm nay thụt xuống còn lại chỉ có 243.261 đồng, giảm gần 30.000 đồng. Chưa kể các chi phí của Hội Thánh gia tăng hàng tháng theo vật giá. Chúng tôi xin cảm ơn sự dâng hiến rời rộng của Hội Thánh và sự làm việc tận tâm của cô thủ quỹ. Và đến đây chúng tôi xin được chấm dứt nhiệm vụ của ban tổ chức đại hội thường niên năm 2020 của chúng tôi theo đúng quy định của hiến chương và nội quy Hội Thánh. Trân trọng kính trình. Sugarland ngày 31 tháng 1 năm 2021, trưởng ban tổ chức Lê Văn Thao, kiểm soát viên 1 Trần Hàng Dân, tức bà mục sư Trần Hoàng Diệt, kiểm soát viên 2 Đỗ Lê Ngọc. Kính chào kính trình Hội Thánh. Dạ, cảm ơn ông Thao qua báo cáo soát sổ năm 2020. Sau đây, xin kính mời quý Hội Thánh cùng hòa đồng với ban hát trong bài biệt thánh ca 365 lắng nghe tiếng Chúa. Nhờ lời Chúa qua sự giảng dạy của quý ông mục sư mà đời sống tâm linh của quý con cái Chúa trong Hội Thánh ngày càng lớn lên, ngày càng được trưởng thành và giàu có trong đời sống thuộc linh. Xin mời quý Hội Thánh cùng lắng nghe bài thánh ca lắng nghe tiếng Chúa. Thank you.
Xin cảm ơn ban hạt giảng của Hội Thánh. Sau đây xin kính mời cô Nga Nguyễn sẽ đọc Kinh Thánh trong Matthew đoạn 6 từ câu 24 đến câu 34. Xin kính mời cô nghe. Xin kính Hội Thánh, tôi xin đọc Matthew đoạn 6 từ câu 24 đến câu 34. Sự lo lắng chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một loài hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Dạ hết. Xin cảm ơn Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Dạ xin cảm ơn cô Nga Nguyễn. Sau đây xin mời quý Hội Thánh cùng lắng nghe lời Chúa qua sự giảng luận của ông mục sư Việt. Chúng ta sẽ có những hiệu quả quyền năng của lời Chúa. Chúng ta sẽ có một bài giảng đầy ơn xuất phát từ tấm lòng lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Và tôi còn từng đã cùng bản thân tôi cũng như Hội Thánh đã từng lắng nghe những bài giảng luận của ông mục sư Việt qua chính trại Thánh Linh. Và nói về ba vua trong cái dịp lễ Giáng sinh vừa qua thật là đầy ơn. Dạ, sau đây xin kính mời ông. Cảm ơn chị Liên, cảm ơn Hội Thánh cũng như cáo mục sư Hiền đã làm những PowerPoint cho buổi lễ thực vượng ngày hôm nay. Tôi có thể thay đổi là mục sư biết ý thay đổi ngay. Cảm ơn mục sư nhiều. Xin kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta đã vừa mới bước qua năm 2021 rồi, còn chẳng bao nhiêu ngày nữa là tới ngày nguyên tạc nguyên đáng của người Việt Nam. Quý vị biết ngày đó là ngày nào không? 12 ngày, đúng vậy, ngày 12 tháng 2, nghĩa là chúng con chỉ còn khoảng chừng 12 ngày nữa là chuẩn bị tới vào ngày Tết. Mà thường thường ngày Tết thì chúng ta thường hay có cái tục lệ là chúc Tết cho nhau, phải không quý vị? Thì ngày hôm nay chúng ta thường hay có những câu chúc Tết mà tôi thấy
dùng để cho chia sẻ cho vui trong ngày hôm nay. Ok, thì đây câu thứ nhất đây nói là như thế này nè: năm hết Tết đến, rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy đủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc, cầu tài cầu phúc, an lành thịnh vượng. Đó thì bốn chữ cho nha, còn có cái khác thì là năm chữ. À, đông cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Còn này có cấu trúc khác thì mang cách có số nhân lên. Thì cấu trúc thứ ba tôi nói tới là coi như ta nhân số lên: ngàn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc. Tuy nhiên thực tế cho thấy có mấy khi cái lời chúc này trở thành sự thật, thưa quý ông bà anh chị em. Đa số giống như chúng ta há miệng chờ sung rụng mà thôi. Bởi vì có làm gì để đạt cái điều đó, chỉ mong chờ nó tự động sẽ đến cho mình. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến sự kiện khác, có nghĩa chúng ta phải làm một cái gì để những mơ ước chúng ta trở thành sự thật. Mà cái đó chúng ta gọi là quyết tâm cho năm mới, hay là tiếng Anh gọi là New Year Resolution. Đấy. Thì bây giờ chúng ta biết mỗi năm á thì chúng ta có một cơ hội thuận tiện nhất về cả tinh thần lẫn thời gian để bắt đầu cho một kế hoạch trong năm mới. Đó là lúc chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu. Thì mỗi chúng ta chú bé một người có một thời gian như nhau, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, một năm có 365 ngày. Có ai có ít giờ hơn không? Không. Mà chẳng ai có nhiều ngày hơn không? Cũng vậy thôi. Già trẻ lớn bé ai cũng vậy, cũng có địch, cũng có một giờ rất giống như nhau. Nhưng điều khác biệt chúng ta làm gì với thời gian đó. Và ở Mỹ này chúng ta có một cái nói truyền thống thì cũng hạn mãn, nhưng mà thành một tập tục rồi. Người ta thường hay làm một cái gọi là New Year Resolution. Tôi đúng là để chữ quyết tâm cho năm mới này hơn. New Year Resolution có nghĩa là chúng ta dự định, quyết định làm một cái gì đó cho năm mới để cuộc sống chúng ta đỡ hơn, khá giả hơn hay là tốt hơn. Thì đôi lúc chúng ta có quyết định giống như chẳng hạn giờ tôi muốn có dáng đẹp hơn, thí dụ như vậy. Thì cái quyết định đó có dễ làm không quý vị? Điều đó không biết có ý nghĩa là gì. Chẳng hạn muốn có dáng đẹp hơn chúng ta phải chạy bộ mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, hay là đang muốn giảm cân 20 pound. Cái đó không rõ ràng lắm. Cho nên khi chúng ta quyết định cái gì mà không rõ ràng thì ta dễ thất bại. Cho nên theo thống kê của bên New and World Report, có nghĩa là 80% New Year Resolution đó là thất bại tới tuần thứ hai của tháng, sau 2 tháng rồi. Coi như tuần thứ sau 6 tuần là coi như không ai còn nhớ, không ai làm được nữa cái New Year Resolution đó cả. Tôi không biết quý vị có kinh nghiệm đó chưa, nhưng bản thân tôi cũng có một lần cũng tương tự như vậy, cũng quyết định làm rồi nhưng thời gian trong bỏ qua không làm nổi. Cho nên đây là cái chúng ta phải cần để ý lại, làm sao để chúng ta có thể đạt được cái resolution, cái quyết tâm của chúng ta. Thì ở đây có một cái gọi là SMART goal, nó viết tắt từ chữ S là cho specific, chữ M là cho measurable, chữ A là cho attainable, chữ O là relevant, chữ T nghĩa là cho time bound. Thì dịch ra là SMART đó là đầu tiên phải cụ thể, thứ gì phải đo cho được, có cách nào mình biết mình làm được hay không được, thành công đến cỡ nào mà có thể mình làm có thể đạt được là attainable, còn relevant nghĩa là thực tế có giá trị gì trong cuộc sống của mình, và thứ ba là có thời gian nhất định, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay 1 năm, thí dụ như vậy, nó có thời gian nhất định để mình trở lại đo lường. Cái đó ta gọi là SMART goal. Thì tôi có quen một người, cô đó ở Michigan, cô ta là kỹ sư cho hãng, hình như là hãng Ford thì phải. Thì cô ta có cái bệnh
chúng ta mắc bệnh này không quý vị? Nó gọi là bệnh xin lỗi, gọi là tiếp. Đó là bệnh ghiền mua sắm. Quý vị biết chữ này không? Shopaholic. Có nghĩa là câu này sau khi đi làm xong, trên đường về nhà là cô phải ghé vào cái tiệm Macy, Yonkers để đi dạo cái quần áo. Coi như mỗi ngày đi dịch cô không ghé là không được. Phải làm sao phải ghé vô, phải đi dạo một vòng, nó coi nhất tiếng nửa tiếng hồi đó. Rồi xong mới về nhà ăn ngon ngủ yên. Coi như là không ngày nào cũng xảy cái đó hết. Dĩ nhiên mà khi thấy quần áo thì làm sao? Làm khoa phải tránh trả mua bằng một cái áo nào đó, cái quần nào đó, thí dụ như vậy. Thì cô ta tôi xác nhận là shopaholic. Cho nên cô ta có một cái goal là làm sao thay vì ghé mỗi tuần, xin lỗi, xin lỗi, ghé mỗi ngày, thì làm sao chỉ ghé mỗi tuần một lần thôi. Thì như vậy cũng có khuynh hướng cũng đi coi để giữ cái biết là quần áo cái mô hình mới thế nào để nếu cần thì mua chẳng hạn, mà chờ dịp xe để mua chẳng hạn, thí dụ như vậy. Thì cô ta có quyết định thay vì đi shopping mỗi ngày thì đi shopping mỗi tuần một lần mà thôi. Cho nên đó là quyết tâm cho năm mới của cô ta. Coi như là thứ nhất, nó specific, có nghĩa là shopping mỗi lần, một lần mỗi tuần, một tuần. Thứ hai, cũng đếm được, nghĩa là khi mình có thể biết là mình có đi hay không, đi một lần, hai lần, ba lần mình đếm được, thì đó là measurable. Cái thứ ba, attainable, có nghĩa là được hay không, chỉ cần đi thẳng về nhà là xong, chứ không cần phải ghé nữa, thì đó là attainable. Nghĩa không dựa dân khác, không nghe bia bắt buộc phải đi hết, thì mình chạy xe về mà, thì mình có thể đi thẳng về nhà được, mình làm được. Đó là mình có nghĩa là sao? Không ghiền đi mua sắm. Có nghĩa là cũng đồng thời tiết kiệm mớ tiền nữa. Có nghĩa đồng thời cũng nhà đã kiếm chỗ chú quần áo nữa. Bởi vì khi mua về kiếm để đâu? Biết được rất là nhiều quần áo trong nhà thì cũng giảm bớt được chuyện đó luôn. Và thứ tư, thứ năm là cái time. Ba có nghĩa là trong vòng 2 tháng. Nghĩa quyết định làm sao trong vòng 2 tháng tới mình sẽ đi xếp bình mỗi lần một tuần mà thôi. Có lẽ chắc bạn để cho Giáng sinh quá. Nhưng mà đó là cái goal mà tôi thể dựa vào đó tôi đặt ra cho cô ta. Tôi không biết cô ta có cái goal đó hay không, nhưng mà khi nói chuyện với cô ta trong thời gian đó thì cô ta xác nhận cô ta là alcoholic và cô ta không còn đi shopping mỗi tuần, mỗi ngày đi một lần nữa. Và cô ta rất là vui vẻ khi nói chuyện về đó và cô ta có thời giờ tham gia vào đi volunteer thiện nguyện trong cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cần tiền tài chính. Tôi nghĩ cô ta đã có một cái goal và thực hiện được chuyện đó. Thì đó là cái gọi là SMART goal thực tế cho mỗi người trong chúng ta. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể dùng cái hình thức này để đặt cho chúng ta một quyết tâm cho năm mới là cái nào. Nhưng trước hết tôi sẽ được nói qua về tiêu chuẩn để khi chúng ta chọn cho mình một cái goal năm mới. Bởi vì theo Chúa dạy, hãy đừng vì mạng sống mình mà phải lo ăn gì, uống gì, đừng vì thân thể mà phải lo mặc gì. Thức ăn và quần áo trong câu kinh thánh này nó tượng trưng cho sự giàu có và quần áo tượng trưng cho danh vọng. Mà nhiều khi đó là những cái gì mà thế gian là lo lắng. Cho nên ngay cả trong câu chúc chúng ta là nhắn có gì? Chúc làm sao cho tiền xài thoải mái, thăng tiến, phú quý. Đó là những gì thế gian là mong muốn. Mà Chúa nhắc chúng ta đừng vì gì mạng sống mình phải lo ăn gì, uống gì, đừng vì thân thể mà phải lo mặc gì. Đừng chú ý vào chuyện đó nhiều. Mà ngày đầu tiên có ngài muốn nói chúng ta là gì? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài thì ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Quý vị có biết Đức Chúa Trời là gì không? Nhiều khi chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời là thiên đàng, có nghĩa là khi ta chết chúng ta mới về thiên đàng. Xin thưa là không. Nước Đức Chúa Trời là nơi mà sự cai trị của Đức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng ở bất cứ nơi nào. Không nhất thiết là phải ở một nơi thế giới nào khác, có thể ngay trên đất thế gian này. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đó là một nơi có lâu đài, nguy nga, tráng lệ. Hoặc là chúng ta có thể nơi ca hát suốt ngày mà không còn lo lắng gì nữa. Hoặc là chúng ta nghĩ đó là nơi đó sẽ không còn COVID nữa. Chúng ta không cần phải lo giãn cách.
có phải không? Impossible. Tuy nhiên, khi nói đến Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhớ đến bất cứ nơi nào có Đức Chúa Trời làm chủ, nơi đó tình yêu thương của Chúa được thể hiện rõ ràng, nơi mà mọi người có thể sống hài hòa với nhau. Đó là Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm những như vậy. Có một câu chuyện vui kể về sự khác biệt giữa thiên đàng và địa ngục. Thì một ông nọ thì, đây là chuyện vui nha, chứ phải là chuyện có thật nha. Có nghĩa là bây giờ ông được phép khi ông chết rồi, thì khi tới đó thì ông được phép bây giờ ông có thể muốn đi thăm địa ngục cho biết thế nào, ông muốn đi không? Thì ông trả lời là vâng, tôi cũng muốn đi thăm cho biết địa ngục nó như thế nào. Thì khi xuống đó thì ông thấy cái cảnh là tất cả mọi người ăn uống chung với nhau trong một bàn, nhưng mỗi người đều có cái muỗng dài để múc thức ăn. Họ không thể tự múc thức ăn cho cá nhân họ được, cho nên họ rất là bực mình, họ giận dữ, không vui vẻ với nhau. Lúc nào cũng muốn ăn là không được, nên phải chịu khổ. Đúng là thiệt, nghĩa là có đó mà xài không được, không sử dụng được, đói bụng ăn không được, cho nên họ rất là đau khổ, buồn bực. Đúng, anh thấy thật, đúng là địa ngục và coi như là nơi có trừng phạt, nơi sẽ đau khổ. Ông trở về thiên đàng, thì bây giờ ông vào trên thiên đàng, ông cũng thấy tương tự cảnh như vậy. Nhưng mà bây giờ những người này làm gì? Những người này họ dùng những cái muỗng dài đó, họ múc cho người khác. Thành ra ai cũng ăn được hết. Họ đút người này cho người kia, cho người này cho người khác. Tuy nhiên, xin đừng nói chuyện vệ sinh ở đây nha. Đây là câu chuyện tượng trưng thôi nha. Không phải là chuyện bệnh nha. Có nghĩa là họ múc cho người này, họ gắp cho người khác ăn. Họ ăn vui vẻ với nhau. Người này thì mình cũng có ăn, người khác đút là ngược lại cho mình. Thì ai cũng vui vẻ được. Đúng, thiên đàng là nơi như vậy. Là nơi mà chúng ta lo lắng cho nhau, sẽ chăm sóc cho nhau. Thì đó là thiên đàng. Thì câu chuyện này nói lên chuyện đó. Bất cứ nơi nào có Chúa ngự trị, có tình thương yêu Chúa thể hiện rõ ràng, đó là nước của Chúa. Cho nên bây giờ, trên chúng thế gian này, chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Đó là Chúa dạy. Tôi có 4 tiêu chuẩn để nói về nước Đức Chúa Trời. Thứ nhất là thời gian, thứ hai về tài sản, thứ ba là tư tưởng, thứ tư là lời nói. Tôi chia sẻ được. Thì nếu nói về thời gian, thì chúng ta có được một acronym mới. Chúng ta thường nghe nói chỉ busy thì tiếng Anh là gì phải không? Busy nghĩa là bận rộn, phải không? Nhưng đó là cũng là một acronym, là một chữ tượng trưng cho một cái chữ khác. Nghĩa là being under Satan yoke. Busy có nghĩa là dưới ách của Satan. Tại sao người ta nói như vậy? Bởi vì khi chúng ta busy có nghĩa chúng ta có cớ để chúng ta khỏi làm gì. Chúng ta không có tham dự lễ thờ phượng được. Nó là ô tôi busy quá. Và chúng ta không tham gia về cầu nguyện được. Tôi busy quá. Phải không? Và tôi không có thời giờ tham gia đọc kinh thánh được. Người ta dùng cái cớ busy cho chuyện riêng của họ. Cũng giống ngày xưa khi Chúa Giêsu kể mời các người khác tới tham dự một tiệc. Thì người ta nó busy quá, ra ngoài tiệm mua, ta mới mua 2 con trâu. Ô, tôi mới mua 2 cái đồng, tôi ra coi. Rồi tôi, ô, tôi có khách thì phải đi. Những người đó busy. Thật ra họ đang dưới ách của Satan mà họ không biết. Cho nên, trong cuộc sống của chúng ta, làm sao chúng ta nếu mà chúng ta nói là tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải cần dành cái thời gian ưu tiên trước nhất cho Chúa. Làm sao những chuyện khác có thể xảy ra được nhưng không thể lấn vào thời gian chúng ta dành riêng cho Chúa được. Thì chúng ta gọi đó là time, là thời gian cho Chúa. Thứ hai là chúng tôi nói đến là tài sản. Thì tài sản Chúa có dạy chúng ta là sao? Các con đừng tích trữ của cả dưới đất là nơi có mối mọt, ten rét, làm hư. Kẻ trộm đào ngạch, khoét vách và lấy. Nhưng hãy tích trữ ở đâu? Tích trữ của cải ở trên trời là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư. Cũng chẳng có kẻ trộm đào vách khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó.
Kính thưa quý bà anh chị em, của cả thế gian này có đó rồi mất đó. Và nếu chúng ta quá chú ý nhờ đó thì chúng ta sẽ không còn có thời gian thoải mái được nữa. Tôi có biết một người được lòng để có giỏ sát bên, mà khi đi đâu cũng sợ mất cái giỏ cả, vì tất cả tài sản chứa trong đó hết rồi. Thì cái lúc nào cũng đứng nhìn giáo giác, sợ người ta lấy cái vào dập giỏ của mình. Tức lòng tiền các đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó, mà tài sản đã có đó rồi sẽ mất đi. Cho nên Chúa không muốn chúng ta quá chú ý vào tài sản của mình. Và chúng ta để ý tài sản của chúng ta để đâu? Chúng ta bằng cách hình thức dân hiến, đó là hình thức dễ dàng nhất. Mà chúng ta đừng nên hiểu nghĩa dân hiến là phần 10 nghĩa là sao? Không, nghĩa là nhiều khi chúng ta suy nghĩ thì dân hiến giống sự câu cá vậy, thả con tép, bắt con tôm. Nghĩa là sao? Dân một phần 10 thì Chúa cho thêm 9 đồng nữa để được 10 đồng. Thì dân là 1 đồng nữa để có 9 phần khác. Thì dân hiến không phải là sự đổi chác như vậy. Nghĩa là mình dân hiến, nhiều khi người khác nghĩ sự dân hiến giống như là gọi là hối lộ thần thánh vậy. Có lẽ chúng ta đã thấy những người chẳng hạn mỗi lần muốn cầu gian giái, nếu được thì sao? Cúng một con gà hay là cúng một cái gì đó, phải không? Ngay cả con người kia mà bỏ lỡ chìa khóa đâu mất, là nếu ông địa giá ông địa tìm được chìa khóa, nếu được thì cúng cái này cúng cái kia chẳng hạn. Đó giống hối lộ thần thánh. Còn người khác thì chỗ thương mại thì họ để cái bàn thờ ông địa đó, thì mỗi lần mỗi ngày không thuốc lá ra, không cấm ông giờ đi hút thuốc lá để cho ngày hôm nay đừng làm ăn phát đạt. Họ hối lộ thần thánh theo ý nghĩa riêng của họ. Sự dân hiến của chúng ta với Chúa không phải là sự hối lộ thần thánh, mà Chúa muốn chúng ta dân hiến một cách tự nhiên theo lòng chúng ta muốn, mà định ra thì thế nào. Thì ông có dạy như thế này, đây là sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín đồ thành Cô-rinh-tô. Ông dạy rằng hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dân hiến một cách vui lòng. Trong Kinh Thánh Tân Ước không nhắc chúng ta một phần mười, nhưng nhắc chúng ta làm sao? Nên tùy lòng mình đã định. Cho nên về phương diện dân hiến, về tài sản, nếu chúng ta làm cho Đức Chúa Trời thì ta định trước. Năm nay, mỗi một tuần, một tháng tôi dân hiến bao nhiêu? Đó chúng ta định trước. Trước khi chúng ta nói là tiền có vô nhiều hay vô ít gì không quan trọng. Quan trọng ta xác định rồi, năm nay tôi quyết định sẽ dân hiến bao nhiêu số tiền này cho Chúa. Còn lại chúng ta sẽ xài lại còn bao nhiêu đó. Đó là chúng ta thể hiện cái đức tin chúng ta hiện là cái sự trưởng thành của đức tin của mình. Có nghĩa là mình muốn cho người bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Chúa, chứ không phải là do sự đổi chác hay sự hối lộ thần thánh. Còn vừa qua thì nghe sau là báo cáo của chú Thao, thì cảm ơn Chúa. Tôi cảm thấy là quý ông bạn trong một tháng này có lẽ không có rắc rối với đề này. Trong tháng vừa năm vừa qua, chúng quan quý vị đã đóng góp nghĩa là dân hiến để có đủ tiền để trả giảm nợ thánh luôn 30.000, thì đó cũng là điều tốt. Thì cho thấy đi, chúng ta quý vị dân hiến cái thoải mái, mà tôi nghĩ là đó là sự trưởng thành của đức tin của mỗi người chúng ta đã dân hiến cách rời rộng để cho công việc Chúa được tiếp tục. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó, và cảm ơn quý bạn chị em đã có tinh thần đó, và mong rằng chúng ta cứ tiếp tục chiều hướng như vậy. Nghĩa chúng ta dâng hiến quyết định bao nhiêu để thỏa mãn nhu cầu của hội thánh chúng ta. Điều cái kế tiếp mà tôi nói về tới tư tưởng hay là sẽ suy nghĩ, thì trong Colosse ông Paulo đã dạy như thế này: vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu nơi Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ông muốn dạy dỗ chúng ta hãy suy nghĩ nhiều về những lời Chúa dạy. Những gì Ngài muốn chúng ta làm đó sẽ là kim chỉ nam cho đời sống của mọi chúng ta. Ngoài Kinh Thánh ra, ông còn nhắc nhở chúng ta lại chú ý những điều tốt khác nữa mà chúng ta biết được
Cuối cùng, thưa với anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung điều gì đức hạnh đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ tới. Kinh Thánh có rất nhiều điều tốt trong đó, nhưng có những cái mà Chúa Kinh Thánh nói không đối tới, nhưng mà nếu đó là điều tốt, chúng ta cũng nên cần suy nghĩ điều đó. Cho nên đó là lời nhắc nhở còn hoặc là đối với chúng ta phải tư tưởng cố gắng suy nghĩ những điều tốt lành mà suy nghiệm để học hỏi từ những điều đó. Điều này có nghĩa là chúng ta phải trân trọng tư tưởng đó. Điều này nằm trong cái mà nếu nói về thần học thì Kinh Thánh thì gọi là special revelation, có nghĩa là sự mặc khải đặc biệt. Còn những cái gì khác chúng ta không học trong Kinh Thánh hoặc trong thiên nhiên thì gọi là general revelation, có nghĩa là sự mặc khải tổng quát, có nghĩa là mọi người đều có thể được biết cả. Qua Kinh Thánh chúng ta biết được ý niệm của Chúa để chúng ta sống như thế nào, vì ơn cứu rỗi của Ngài. Qua thiên nhiên chúng ta biết những gì Chúa điều hành thế giới như thế nào. Thành ra đó chúng ta còn nếu biết rằng những điều đó tốt mà Chúa đã bỏ để cho thiên nhiên cho mọi người đều biết, thì chúng ta cũng cần nên nghĩ tới, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta không chú ý đến điều đó. Ngay cả những bài hát tôn vinh cũng vậy. Những bài hát tôn vinh nó không trong Kinh Thánh, nhưng mà có ý niệm tôn vinh Chúa, thì những câu hát trong đó có những điều tốt mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Ngay cả trong bài hát vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, nó dạy dỗ chúng ta có những câu hát trong đó nghe rất là hay. Nếu chúng ta đọc kỹ, rất là thấm thía vô cùng. Thành ra chúng ta phải chú ý, mặc dù có những bài hát có thể là không đến từ giáo phái chúng ta, nhưng mà có những lời ca rất là hay, chúng ta cũng cần nên chú ý tới và cũng tôn vinh được. Tôi không biết quý vị còn nhớ cái bài lúc Kinh Thánh ca, lúc mà Giáng sinh đó, chúng ta có bài Hỡi môn đồ trung tín. Quý vị biết bài đó không? Ô, ngôi môn đồ trung tín đó, thì bài đáp mỗi lần chúng sinh đã nhắc nhở chúng ta là phải đến thờ phượng Chúa. Chúng ta có biết rằng cái bài hát lúc mới sáng tác cho ai không? Những môn đồ trung tín đã nói là người nào hay không? Lúc bài đó mới sáng tác ra là bài hát cho giáo hội Công giáo. Lúc đó thời gian đó giáo hội Anh Quốc giáo đang thịnh hành ở bên Anh, và giáo hội Công giáo đang bị gọi là áp bức ngược lại. Cho nên người sáng tác bài hát đó muốn những tín đồ Công giáo phải vững tin với nhau. Những môn đồ trung tín là nhấn mạnh những tín đồ của người Công giáo. Nhưng vì bài hát đó được ca ngợi trong Giáng sinh, cho nên từ đó những người tin Chúa khác nghe bài hát đó nghĩ rằng những người môn đồ trung tín là những người theo Chúa, họ dùng bài hát đó tôn vinh. Và bây giờ bài hát đó hầu hết các nhà thờ nào mà khi tôn vinh Chúa bài Giáng sinh thì phải lại dùng bài hát đó. Cho nên những điều gì chân thật, những điều tốt chúng ta phải dùng được để tôn vinh Chúa thì cứ dùng, cứ suy nghĩ, đừng có hạn chế mình trong những cái gì mà những bài thánh ca trong giáo hội chúng ta không mà thôi, hay những gì trong Kinh Thánh không mà thôi, mà bỏ đi những cái khác. Thấy một sư hiền có một số sách sau lưng đó, có lẽ nếu mà học là một sư mà chỉ giới hạn trong Kinh Thánh không thì chắc không có sách nhiều sau lưng rồi, phải không một sư? Chúng ta phải đọc rất nhiều sách khác nhau để mà nghiên cứu thêm, để hiểu thêm những điều tốt khác, thì cũng tương tự như vậy. Và từ lời nói, từ tư tưởng thì chúng ta sẽ chuyển qua thành lời nói. Thì Chúa Giêsu nói dạy như thế này: lòng tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh ra điều thiện, kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh ra điều ác. Bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. Thành nếu là tư tưởng chúng ta suy nghĩ về điều tốt thì lời nói chúng ta sẽ nói ra những điều tốt lành. Nếu trong lòng chúng ta suy nghĩ về điều không tốt, điều ác theo lời Kinh Thánh này, thì chúng ta sẽ nói ra những điều không được tốt lành lắm, thì thằng gọi là những điều ác. Mà chúng ta phải cẩn thận những lời nói của mình. Bởi vì sao? Qua lời nói của mình chúng ta biết được trong lòng chúng ta như thế nào. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ Chúa cũng nói như thế này: người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh cho điều thiện, còn kẻ xấu do tích lũy điều ác nên sản sinh điều ác. Nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét người ta sẽ khai trình cả mọi lời vô ích mình đã nói. Bởi vì sao? Bởi vì lời nói
ngươi sẽ được sinh công chính, cũng bởi lời nói ngươi sẽ bị định tội. Chính lời nói chúng ta, Chúa sẽ dùng đó để xác định tội lỗi của chúng ta. Cho nên nếu ta xưng tội mình ra, Chúa tha thứ, mình sẽ không còn tội nữa. Còn nếu mình không xưng tội ra, tội chúng ta vẫn còn. Và chính lời nói ác là nói độc thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị phạt về điều đó. Chúng ta có lẽ biết là những lời nói có duyên thì tự nhiên chúng ta cảm thấy vui vẻ với nhau. Chẳng hạn mà đi đâu và anh chồng đi làm đi về nhà gặp người vợ và nói chuyện câu hỏi thăm hẹn hò thì chắc lẽ là ông chồng rất là vui vẻ, phải không? Còn nếu mà đi làm về nhà gặp người vợ cằn nhằn đó là thì chắc là ngày đó là không còn vui rồi. Ngay cả chị vợ đi shopping về nhà cũng được, cũng vậy. Nếu gặp chồng cằn nhằn tại sao mua nhiều quá là thôi, là bữa đó là canh không lạnh cơm không ngọt rồi, phải không? Mặc dù phải quấy như thế nào nhưng nếu chúng ta nói những lời nói mà cay đắng với nhau thì cuộc sống sẽ không có hạnh phúc. Lời nói rất là quan trọng. Có lẽ chúng ta còn nhớ cái chuyện ngày xưa mà khi Trung Quốc, tôi không biết là Mãn Thanh đã tấn công vào trường nhà Lý, thì ông Lý Thường Kiệt đã làm bài thơ để mà cổ động người dân chúng, cổ động lính của ông để chiến đấu chống ngoại xâm. Thì bài thơ có mấy chữ thôi: Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, thiên hàng tự nhiên tôi mất tiêu ta. Như hàng nghìn lão lai xâm phạm, như đảng hành khang thủ bại hư. Có nghĩa là sông núi của nước Nam thì người Việt Nam ở, thì nếu người tấn công sẽ bị thất bại. Thì chính những người đó, người nghe những câu đó, họ được khích lệ, họ chiến đấu và chiến thắng thì trăm lần. Lời nói rất là quan trọng. Thật ra những lời nói chúng ta nói với nhau, mặc dù nó không phải là gạch đá gì cả, nhưng nó rất là đạo, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra chúng ta phải cẩn thận với lời nói của mình. Nếu chúng ta nói không kéo thì dễ làm người khác giận, mà dễ làm đau thương người khác, mà nhiều khi rất khó hàn gắn. Okay. Và ông cũng nhắc nhở chúng ta thế này, ông sẽ được Paulo nhắc nhở chúng ta như thế này: chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng đáng nói thì hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Cho nên trong năm nay khi chúng ta tìm kiếm thiên đàng thì chúng ta cũng phải nên nói những lời tốt đẹp, những lời nó có tính cách xây dựng để đem ơn phước lại cho nhau. Người đó không phải xa lạ đâu. Người đó có thể là chồng, có thể là vợ của mình. Người đó sẽ là cha mẹ của mình, anh em của mình. Người đó sẽ là con cái của mình. Người đó là bạn bè của mình. Chúng ta nên nói những lời đổi dịu dàng với nhau, tốt lành với nhau. Có một câu chuyện tôi không biết nó sự thật thế nào, có kể về một ngày tối thứ sáu, thì cái anh dừng lại xã Việt Nam, thì người bố được bạn bè rủ nhau ăn uống với nhau, thì ra ngoài quán làm uống rượu. Thì bạn ở Việt Nam có cái coi trọng bạn bè rủ nhau đi ăn uống thì sẽ tránh khỏi chuyện nhậu nhẹt. Thì nhậu nhẹt thì bữa đó anh ta xài bí tủy đi, mệt đừ đừng, nhưng về nhà đi không nổi. Thì người mẹ, người vợ của anh ta khi thấy người về nhà thì ra làm sao, hỏi thăm ngay: anh có mệt không? Thì anh ngồi nghỉ nha, để anh pha chanh chu, anh uống cho bớt mệt. Người con thấy người mẹ mình làm như thế là ngạc nhiên quá, hỏi: ba nhậu say tí tỉ như vậy, bỏ công việc nhà, bỏ mẹ con mình, sao mẹ không sạc ố mà còn nhẹ nhàng như vậy? Người vợ bảo, nói với con của mình: ba con thì lâu lâu vui vẻ với bạn bè một tí mà, việc gì phải làm ầm ĩ lên, phải nói là yêu thương nhẹ nhàng hay hơn là gai gắt con à. Wow, tôi nghĩ mấy ông nào có được bà vợ như vậy là quá tuyệt vời, phải không? Thì cũng một câu chuyện đó, ngày nọ thì bà vợ này nấu món canh chua có lẽ hơi nặng tay chút xíu, để muối hơi, nước mắm hơi nhiều cho nên hơi mặn. Nhưng mà ông chồng ăn được mặn rồi, nhưng mà ông cũng bình tĩnh, ông lấy nước lắm ông đổ vô thì cho nó bớt mặn đi thì ông ăn cũng ngon lành. Thì người con thắc mắc hỏi: sao mẹ nấu canh như vậy bố ăn được, con chịu thua nha, ăn không nổi. Thì người cha mới nói: mẹ con mệt cả ngày rồi, làm được mâm cơm cho bố con mình ăn thì cũng còn ngon hơn là ăn đồ hộp. Thôi mẹ lỡ ta để nước mắm hơi nhiều thì
để xin nước nước cho ăn thôi, có gì đâu, yên ắng hơn là chê trách con à. Quý vị thấy như sao? Nếu có được người chồng như vậy, người vợ chắc là rất là vui phải không? Những lời nói mặc dù có chuyện nó không ồ ẻm, không êm ấm, nhưng mà cố gắng nói dịu dàng với nhau thì tự nhiên mọi điều rất là vui vẻ và hạnh phúc. Nhiều khi chúng ta dễ gắt gao với nhau lắm, bộ đồng bực mình là gắt ngay thôi. Chúng ta nên cẩn thận với những lời đó, bởi những lời đó làm đau lòng nhau. Chúng ta đang không phải đang tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Tại sao tôi nói những điều đó, những tiêu chuẩn đó, một tiêu chuẩn về thời gian, về tài sản, về tư tưởng và lời nói? Bởi vì khi chúng ta chọn một bất cứ một quyết tâm nào mới trong chúng ta, thì tôi đã đặt câu hỏi rằng nó có ảnh hưởng gì đến thời gian chúng ta dành cho Chúa hay không? Nó có ảnh hưởng đến tài sản tiền dân hiến chúng ta dành cho Chúa hay không? Nó có ảnh hưởng đến suy nghĩ chúng ta về Chúa hay không? Có ảnh hưởng chúng ta lời nói chúng ta nói với nhau hay không? Nói thí dụ, nếu chúng ta quyết định là trong năm mới này sẽ giảm luôn 20 pound, thí dụ như vậy đi. Như vậy chúng ta phải tập thể dục. Nếu trong thời gian chúng ta tập thể dục, chúng ta có bỏ lơ đi chứ việc thời gian cầu nguyện cho Chúa hay không? Để được giảm 20 pound, chúng ta có thể mua những dụng cụ để mà tập thể dục như vậy, thì có ảnh hưởng đến phương tầng tài chính chúng ta dâng hiến cho Chúa hay không? Và chúng ta khi chúng ta tập như vậy, chúng ta mệt mỏi, chúng ta có trở nên quạo quọ, chúng ta có thời gian suy niệm về lời Chúa hay không, hay nói quạo quọ với những anh em của mình hay không? Cho nên tất cả những điều chúng ta muốn trong cuộc sống, sẽ suy nghĩ lại có ảnh hưởng đối với những gì chúng ta muốn làm cho Chúa. Thì đó là những tiêu chuẩn tôi đưa ra là như vậy, về thời gian, về tài sản, về tư tưởng và lời nói. Chúng ta cứ giữ điều đó, tất cả những điều khác chúng ta có thể làm nếu không ảnh hưởng đến những điều đó. Nên đó là quyết tâm chúng ta kêu chọn một gì cho năm mới này, cũng nên suy nghĩ những điều đó, chọn những gì có thể thực hiện được nhưng mà không ảnh hưởng đến những tiêu chuẩn kia. Cho nên trở lại vấn đề, bây giờ chúng ta nên có một quyết tâm mới nào trong đời sống của chúng ta? Thì tôi đề nghị thôi nhé, cái đề nghị này, cái quyết tâm này sẽ không có khác biệt gì lắm đâu. Quyết tâm là gì? Hành động kinh thánh. Bây giờ đọc kinh thánh chúng ta đặc biệt dành thời gian cho Chúa, phải không? Qua kinh thánh chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời ba ngôi nhiều hơn. Bây giờ ngoài chúng ta đọc kinh thánh không hiểu được, nếu không có kinh thánh chúng ta không hiểu được bản tính của Đức Chúa Trời thế nào, về tình thương yêu của Đức Chúa Trời thế nào. Qua kinh thánh chúng ta hiểu nhiều về Đức Chúa Trời hơn. Kế tiếp là chúng ta được giữ vững niềm tin. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều người nói là được đến từ Đức Chúa Trời, có thể họ tự xưng là mục sư. Nhưng nhiều khi những lời giảng của họ là mang tính cách gọi là, chúng ta có nghe tới gọi là phúc âm thịnh vượng hay không? Có nghĩa là họ nói rằng khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ giàu có, chúng ta sẽ sung sướng cả đời luôn, không bao giờ bị khổ cả. Đó là phúc âm thịnh vượng mà chúng ta nghe nhan nhản rất nhiều trên TV, trên radio và những người khác cũng vậy. Thằng ra nhìn lại hỏi những người nào nghèo khó, ồ mà gì mà không có tin Chúa rồi đó. Không hẳn. Chúa không hứa với chúng ta là khi tin Chúa sẽ không bao giờ chịu khổ. Chúa không hứa với chúng ta là khi chúng ta tin Chúa sẽ được giàu có luôn luôn. Chúng ta học bài học của ông Job trước đây, phải không? Ông tin Chúa đó, ông chịu khổ không? Ông có thể chịu khổ, phải không? Nhưng Chúa cũng cho ban là giàu có trở lại bình thường, do bởi vì lòng tin ông có, Chúa ban phước cho ông. Chúa không cấm, nhưng mà không nói rằng khi tin Chúa là không bao giờ chịu khổ cả, và khi tin Chúa thì chúng ta sẽ giàu có luôn luôn. Không bao giờ như vậy. Cho nên chúng ta phải học kinh thánh rồi chúng ta sẽ nhận ra ai nói theo lời kinh thánh dạy và ai không nói theo lời kinh thánh dạy. Như trước đây một sư Hiền cũng nói về David Koresh ở Waco, Texas này. Nếu chúng ta sống ở Mỹ thời gian, chúng ta để ý những câu chuyện đó, thì anh chàng này tự xưng là người Đức Chúa Trời chọn xuống để hướng dẫn đây, và những người theo ông được tin tưởng như vậy. Và đất họ đã bị coi như họ ông tin rằng những lời nói công là đến từ Chúa, các mọi người phải nghe theo. Và cuối cùng đành cả nhóm người được chết cả. Và những trở lại ngược lại, có Jim Jones chẳng hạn, nếu ta đọc tin ngày xưa sẽ thấy những người như vậy. Và ngày hôm nay cũng có nhiều người tự nhận mình là người đến từ Đức Chúa Trời,
là mình lời nói của mình là giá trị, chúng ta phải nghe, không cần đặt câu hỏi nữa. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì nhận ra ai là người thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Thành ra là chúng ta phải giữ vững được niềm tin bằng cách đó. Thứ ba là chúng ta biết sống theo ý của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là khi đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ biết ý của Chúa dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta gần gũi với Chúa hơn thì chúng ta sẽ biết đây là điều Chúa muốn chúng ta làm. Và điều đặc biệt thêm nữa là Kinh Thánh cho chúng ta có thêm kinh nghiệm sống. Bởi vì trong Kinh Thánh có rất nhiều nhân vật, trong đó họ có những lúc họ thành công, họ những lúc thất bại, đau thương. Cũng giống lấy chuyện của ông Samson chẳng hạn, được Chúa ban phước có sức mạnh rất là mạnh, nhưng ông cũng có lúc bị cám dỗ để mất đi sức mạnh của ông, nhưng Chúa cũng ban phước cho ông lại. Hoặc ông David chẳng hạn, ông được Chúa thương nhưng ông cũng bị cám dỗ để sa ngã, nhưng sau đó ông gượng trở lại, ông ăn năn. Thì trong Kinh Thánh có rất nhiều người như vậy, để chúng ta thấy rằng những người này họ không phải là hoàn toàn là tốt đẹp cả. Có lúc họ tốt nhưng có lúc họ thất bại. Hãy học từ những kinh nghiệm của họ để chúng ta khỏi trải qua những kinh nghiệm đau thương đó. Giống như ta nói là rò lửa sẽ bị phỏng, thế mình biết rò phỏng thì khỏi đừng rò. Người ta đã rò rồi, ta đã nói cho mình biết rồi thì đừng nên rò. Thì cũng tương tự như vậy, thì học Kinh Thánh chúng ta có được những kinh nghiệm đó. Cho nên ở đây xin đề nghị, để đề nghị chúng ta thử xem nha, quyết tâm đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Tôi lấy thí dụ như bây giờ một người chúng ta đi làm lúc 8 giờ sáng, phải không? Thì thông thường chúng ta thức dậy lúc 7 giờ sáng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, làm sao? Thách gói, ra ngoài xe chạy chỗ làm, bấm thẻ vào. Đó là thông thường mà nói chuyện. Người đàn ông mình có thể tốn khoảng tiếng đồng hồ để chuẩn bị, nhưng người đàn bà có thể đòi hỏi thêm một chút xíu nữa, trang điểm này nọ, lập tóc tai chút xíu nữa, thì ông chừng mất tiếng rưỡi. Phải không? Tôi không biết nguyên bản đúng không, tôi chỉ đoán thôi nha. Thì bây giờ thay vì mình quá bận điều thức dậy là lo ngay, bây giờ mình muốn có thời gian đặc biệt buổi sáng dành cho đọc Kinh Thánh. Thì thay vì thức dậy lúc 7 giờ thì bây giờ mình thức dậy lúc 6 giờ, thêm một tiếng đồng hồ nữa, để mình có thể có thời gian thoải mái hơn để đọc Kinh Thánh bình tĩnh, để chúng ta thấy thoải mái đi làm. Bởi vì cái thời gian, cái giờ đầu tiên trong ngày đó, chúng ta mới thức dậy, chúng ta tỉnh táo, chúng ta đọc Kinh Thánh và suy niệm, thì nó tạo cái mood cho cả ngày hôm đó được thoải mái hơn nhiều. Nên tôi đề nghị chúng ta nên thức dậy buổi sáng để đọc Kinh Thánh. Nhưng tùy mỗi người, có người đọc Kinh Thánh buổi trưa, buổi tối cũng được. Nhưng làm sao? Cố gắng đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Tôi đây thí dụ đây là đọc Kinh Thánh buổi sáng. Thì rõ ràng specific, nghĩa là cụ thể là thức dậy lúc 6 giờ sáng để có thời giờ. Measurable, dĩ nhiên có con số bữa nào có thức hay không thức là biết ngay thôi, phải không? Rất là dễ dàng đo lường. Đấy. Thứ ba là attainable, nghĩa là nếu chúng ta có đồng hồ báo thức, bây giờ quý vị có phone nữa gì sẽ đáp giờ thức giấc, thức dậy ngày muốn mấy giờ cũng được cả. Attainable, không tùy thuộc cho người khác. Và kế tiếp là relevant, nghĩa là chúng ta có thời giờ với Đức Chúa Trời, có thời giờ để chúng ta học ở Kinh Thánh. Và cái cuối cùng là gì? Time. Chúng ta thể chọn là 12 tháng, 9 tháng, 26 tháng, 23 tháng, tùy. Cái nghi hiếm ta bắt đầu từ những bước nhỏ để làm quen với cái thói quen này, thì chúng ta chọn thời gian ngắn hơn, 6 tháng thì 1 năm, để chúng ta điều chỉnh lại. Chúng ta thấy thức 6 giờ sáng không hợp nữa, thức 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi hay là trễ hơn, là chọn buổi chiều, buổi tối, mình thay đổi được. Nhưng cứ khi mà chúng ta xác định cái thời gian giãn điểm rồi, cố gắng giữ trong suốt thời gian đó để xem sao. Để chúng ta đòi hỏi một thời gian để chúng ta làm quen với những cái đó. Thì nói về đọc Kinh Thánh thì có những cái đọc khác nhau. Chúng ta thực hành nói là đọc theo thứ tự từng sách, từ sáng tới ký cho tới khải quyền. Nhưng chúng ta cũng có thể đọc là theo thứ tự thời gian của từng sự kiện, để biết cái nào trước, cái nào sau. Nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh theo sách đó, thì chúng ta không biết cái nào xảy ra trước, xảy ra sau. Vì Kinh Thánh sắp xếp theo thứ tự khác, là cái sách luật pháp riêng, sách sử ký riêng, sách thi thiên riêng, những bài trong sách Gióp riêng, sách Gióp những sự kiện có thể xảy ra trước cái chuyện con Môi-se nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh, nếu theo sự kiện là có cảm nhận được là cái nào xảy ra trước, xảy ra sau. Hoặc là chúng ta chọn sách thi thiên không mà thôi trong vòng 150 ngày. Sách Tân Ước không, trong vòng 92 ngày. Sách Khôn Ngoan là bao gồm một phần thi thiên, một phần trong sách Châm Ngôn, luật truyền đạo, để chúng ta đọc trong vòng 60 ngày. Hoặc là các sách Phúc Âm Matthew, Mark, Luca và Giăng trong vòng 45 ngày. Có những chương trình có sẵn để giúp đỡ chúng ta làm chuyện đó. Chúng ta tập thử quyết định. Nếu chúng ta chọn là Phúc Âm trong vòng 45 ngày, thì giờ quyết định trong 45 ngày sắp tới
tôi sẽ đọc kinh thánh mỗi tiếng giờ dựa vào các sách phúc âm. Thì khi quyết định như vậy, chúng ta bắt đầu sử dụng smart goal để chúng ta thực hiện những điều đó. Bởi vì khi chúng ta làm theo như vậy, đọc kinh thánh thứ tự như vậy, thì giúp chúng ta tránh tình trạng gọi là pick and choose khi đọc kinh thánh. Có nhiều người họ nói là đọc kinh thánh rồi, đó kinh thánh có nói như vậy, nhưng mà họ không mất đi cái câu trước, cái câu sau của kinh thánh để mà hiểu sai. Tôi lấy thí dụ một chuyện vui như thế này. Có lẽ chúng quý vị chúng biết cái chuyện bói kiều không? Có nghĩa là nhiều người họ đặt cái sách chuyện kiều ra đọc, mở ra đọc vài câu thơ đó, từ đó đoán là tương ra hậu vận của mình ngày hôm đó sẽ như thế nào, và năm mới sẽ như thế nào. Ngay cả Hòa Linh cũng có một cái hai kịch nói về bói kiều trong Friday Night Live nữa. Thì người này đọc kinh thánh cũng giống như vậy. Có nghĩa là khi ông nhắm mắt, ông mở kinh thánh ra, ông đặt ngón tay lên, ngón tay là ngay chỗ nào thì ông đọc ngay câu đó. Thấy không? Thì đầu tiên ông đọc đều nghe trong sách Matthew đoạn 25, 27 câu 5. Thì trong đó nói rằng Giuđa ném bạc vào đền thờ rồi trở ra đi thắt cổ. Wow. Ông đọc ngay cái đoạn mà khi ông Giuđa phản bội Chúa, khi Chúa bị đinh thập tự giá rồi ông ăn năn và cái bó bạc là ta cho ông đó, ông buồn quá ông trở lại thờ nhưng ngôi hội dân hiếm cho ông, rồi ông đi tự tử. Đọc ngay câu đó là ông chết rồi, Chúa muốn mình đi tự tử. À, ông bắt đầu lo rồi nha. Thế nên bây giờ thôi để làm thử lần nữa khác cho chắc ăn hơn. Cùng đóng kinh thánh, nhắm mắt lại, mở ra những ngón tay vào một đoạn khác trong kinh thánh. Thì lần này ông đọc ngay trong sách Luca đoạn 10 câu 37 phần B. Câu này nói gì? Hãy đi và làm theo như vậy. Dạ trời. Đây là câu kinh thánh khi mà Chúa Giêsu giảng về người Samaria nhân lành. Hắn nói là hãy làm theo là tốt của người Samaria giúp đỡ người khác. Nhưng bây giờ không còn trong cái bát ra đó nữa. Nếu đọc câu trước là ném bạc vào đền thờ trở ra rồi thắt cổ, bây giờ câu kế tiếp là gì? Hãy đi và làm theo như vậy. Có nghĩa là vậy Chúa muốn mình tự tử đây. Bây giờ muốn nhất quá tam, ông thử lần nữa chắc chắn là phải như vậy hay không? Ông cũng nhắm mắt, mở ra cái thánh ra, nhét tay vô. Kỳ này ông đọc nghe trong sách Giăng đoạn 13 câu 27 phần B nói rằng việc con làm hãy làm nhanh lên đi. Đây là các kinh thánh trong buổi tiệc thánh. Một khi tiệc thánh xong, Chúa nói riêng với ông Giuđa, nói rằng muốn đi thì cứ đi lẹ. Nhưng mà trong cái câu chuyện của ông này, đọc ra mở đầu là kêu tự tử, rồi cái kế tiếp là sao? Đi phải làm theo. Thứ ba này, phải làm nhanh lẹ lên. Quá nguy hiểm phải không quý vị? Đọc mà bằng cách pick and choose như vậy, nghĩa là giống như kiểu là bói chuyện kiều như vậy, rất là nguy hiểm. Họ có thể đặt niềm tin vào sai trái, bởi vì Kinh Thánh cũng có nói câu đó thật, nhưng không phải nói theo ý của họ nghĩ. Cho nên chúng ta đọc Kinh Thánh từ đầu tới đuôi như vậy, giúp đỡ chúng ta hiểu cái ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh đó như thế nào. Cho nên đây là những cái lối mà chúng ta có thể để ý tới khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Thứ nhất là chúng ta cần cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh hướng dẫn. Bắt đầu chúng ta bằng lời cầu nguyện trước. Tôi nhắc nhở rằng mà Thánh Linh mở mắt chúng ta, để chúng ta hiểu Chúa muốn con học cái gì điều này qua đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Kế tiếp chúng ta đọc nước một lần, rồi sẽ đọc lại lần nữa để chậm rãi. Và những câu nào mà chúng ta rung động là chúng ta đọc kỹ câu đó lần nữa, xem kỹ để coi Chúa muốn dạy gì điều này. Bắt đầu suy niệm những câu đó, coi Chúa dạy điều gì. Tuy nhiên có những câu đôi khi chúng ta không hiểu rõ, thì có thể chúng ta dùng những tượng đó để hỏi thêm những người đã có kinh nghiệm về những chuyện đó. Chẳng hạn những hội thánh chúng ta thì có mục sư đây thì có thể hỏi thăm, tôi đọc câu như vậy, hiểu như vậy đúng hay không? Những người đã có kinh nghiệm trước, những người đã hiểu biết trước, có thể chia sẻ lại cái ý nghĩa của câu kinh thánh đó, đôi khi mình hiểu sai không chừng. Và nhiều khi chúng ta không có được huấn luyện để hiểu thêm những cái câu chuyện background, những liên hệ đó thì chúng ta dễ hiểu sai. Cũng như trong một kỳ Giáng sinh tôi chia sẻ về ba vua hành khúc đó. Ba vua đó thì người ta hiểu sai, Nga đã những người đó từ các quốc gia khác học đâu vô đi về không hiểu gì hết. Mình nghe như vậy, mình hiểu sai. Mình đọc đó là những người từ phương Đông tới đó, nhưng mà nghĩ là đây là những người đi cỡ lạc đà chẳng hạn, mình hiểu sai. Thì đã kêu đọc kinh thánh thứ tự như vậy thì có gì thắc mắc thì có hỏi người khác để giúp đỡ chúng ta suy niệm thêm xa hơn nữa để chính xác hơn những gì Chúa dạy. Cho nên
Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được khi chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy và tập thành một thói quen, thì chúng ta sẽ được phước rất là nhiều. Bởi vì chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa, chúng ta có thời gian thăm cần với Chúa. Chúng ta nói yêu Chúa mà chúng ta không có thời gian với Chúa, chúng ta thật sự yêu Chúa hay không? Chẳng hạn chúng ta nói yêu thương ngài, chẳng hạn mà chúng ta không có thời giờ với người đó, chúng ta thật sự yêu thương người đó hay không? Cũng tương tự như vậy thôi. Thì đó là thời giờ việc riêng của chúng ta cần tương giao với Chúa, chúng ta được Chúa hướng dẫn để chúng ta sống đời sống như thế nào đạo đồng ngài. Và đó là bí quyết của phước hạnh. Bởi vì phước hạnh không phải đến từ sao? Của cải hay danh vọng. Nhưng Chúa nói đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Và điều đầu tiên là gì? Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Cho nên khi bất cứ điều gì chúng ta chọn làm thì có nhớ lại những điều đó có ảnh hưởng đến thời gian chúng ta cho Chúa hay không? Những điều đó có ảnh hưởng đến phần chúng ta quyết định dâng hiến cho Chúa hay không? Những điều đó có ảnh hưởng đến cái thời gian, đến cái suy nghĩ của chúng ta về Chúa hay không? Điều đó có ảnh hưởng đến lời nói chúng ta cứ dịu dàng với nhau hay không? Tất cả những điều đó trở thành tiêu chuẩn để chúng ta quyết định những gì chúng ta sẽ làm trong tương lai. Và đó là bí quyết để chúng ta đạt được hạnh phúc thế gian này. Bởi vì đó là chúng ta đang làm theo ý Chúa. Có lẽ bây giờ một số người nghĩ quá khó, phải không? Tại sao như vậy? Tại nếu mà là như vậy, người ta đói thì sao? Nếu chúng ta thật sự tin Chúa, Chúa dạy là khi chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của ai đây quý vị? Đó là hình ông Charlie, hoàng tử của nước Anh. Quý vị thấy đặc biệt ở điều gì đây? Cái áo cộng với gai sai nút. Cho nên chúng ta vừa mặc áo tóc đẹp cách mấy, mà nếu chúng ta gạt cái nút đầu tiên sai thì sao? Tất cả các nút còn lại cũng sẽ sai. Cho nên nếu chúng ta đặt thứ tự ưu tiên là cho Chúa thì tất cả những gì còn lại sẽ tốt đẹp. Đó là điểm bắt đầu để chúng ta ghi dựng cuộc sống cho năm mới ngày hôm nay. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta cùng nhau lập một quyết tâm mới cho đời sống cho năm mới này, đọc Kinh Thánh thường xuyên, có thời giờ với Chúa nhiều hơn. Thì đó là thứ tự ưu tiên đúng, thì chúng ta sẽ không giống như ông hoàng tử Charles này gài nút sai. Chúng ta sẽ gài nút đúng và chúng ta sẽ nhìn tuyệt vời trong mắt của Chúa. Và đây là chúc của tôi xin gửi quý ông bà anh chị em. Mừng xuân vạn sự theo ý Chúa, vui Tết một bề đẹp ý cha. Và cầu xin chúng ta cũng dùng cái đó làm lời hướng dẫn cho mình. Chúng ta thực hiện để sống thật sự theo ý Chúa, chứ không phải ngồi đó chờ xung đụng. Chúng ta không làm gì hết thì sẽ không đạt ý Chúa đâu. Chúng ta phải làm được gì để đạt ý Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cứ lại Chúa, trong ngày hôm nay chúng con có dịp ngồi lại với nhau, thờ phượng Chúa chung với nhau. Chúng con cùng đọc lời của Chúa nhắc nhở chúng con đừng quá lo lắng về những nhu cầu trong đời sống thực tế này. Bởi vì Chúa là cha của chúng con, Ngài biết chúng con nhu cầu gì và Ngài sẽ ban phát. Chúa cho cuộc sống chúng con nhận biết rõ rất điều đó. Ngài dẫn chúng con đi nhiều nơi nhưng Ngài không để chúng con đói. Ngài chúng tạo điều kiện cho chúng con có thể đủ sinh sống, tạo điều kiện chúng con có thể đủ những gì con cần dùng. Cho nên chúng con phải nên hướng về Chúa. Và đó là bí quyết để chúng con được những phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng con vượt qua tất cả những khó khăn, những đau buồn của thế gian này. Và chúng con vững tin mặc dù có bão tố chung quanh. Chúng con cảm ơn Ngài. Và con xin ngày hôm nay Chúa giúp chúng con tạo một quyết tâm mới trong đời sống trong năm mới này. Một con người mới là sống cho Chúa, sống theo ý của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cùng nhau hiệp nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, cảm ơn sự giảng luận của ông mục sư
Trần Hoàng Việt trong việc hoạch định kế hoạch tương lai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải có kế hoạch và dùng thời gian, tài sản, tư tưởng, lời nói để thay đổi với một cuộc quyết tâm mới cho chính bản thân của con cái Chúa trong hội thánh và đồng thời cũng cho hội thánh. Xin cảm ơn ông Mục sư Trần Hoàng Việt. Sau đây, xin quý hội thánh cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca Tôn Vinh Chân Thần. Xin kính mời ông Mục sư Bùi Thế Hiền chúc phước cho hội thánh. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu Christ và sự thông công mật thiết của Đức Thánh Linh ở với lại toàn thể quý ông bà anh chị em chúng con, cho chúng con trong năm sắp tới đây chuẩn bị đời sống của chúng con, sắp xếp thời giờ của chúng con để chúng con đến với Chúa thường xuyên, cho chúng con có thời giờ để đọc Kinh Thánh hàng ngày, thông công với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và biết ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con để thực hiện cho trọn vẹn được trong năm tới đây. Chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con luôn luôn nhớ đến mạng lệnh Chúa giao phó cho chúng con để đi làm chứng đạo cho Ngài, chia sẻ tin lành của Ngài cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Dạ, tắc lễ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Liên, cảm ơn toàn thể quý ông bà anh chị em. Chúng ta có ít phút còn lại, mình có thể ở trong Zoom để mà chào chuyện, trò chuyện, chia sẻ với nhau. Ok. Xin chào tất cả. Hồi nãy lúc mà mới log in, tại vì log hai cái laptop á, thành ra có chào tất cả nhưng mà quý vị không nghe được, các bạn chị thôi. Chào quý ông bà anh chị. Dạ. Dạ chào bà Bảo Cư. Dạ, dạ chào chị. Cô. Dạ chào nha. Dạ, chào chị Bảy. Chào mẹ. Anh Tường, anh Tường, Tường có trên còn trên màn ảnh không? Tường chị nghe kìa, chị nghe thấy cũng được. Tường có. Tại vì hình như nghe nói rằng là cái Powerball vừa rồi anh Tường mới trúng cái giải đó phải không? Đó chị em. Đúng rồi, đúng rồi, lặn đâu tiêu rồi. Tại vì hôm qua thấy anh quá chứ không mà chưa. Đi trao quà, trao quà, thành ra nghĩ thứ hai chắc anh mới vừa trúng cái Powerball. Thì em hỏi thử chị Nga là cảm ơn ảnh. Dạ. Dạ không có gì. Cảm ơn cô Nga cho bánh ngon quá. Ông mục sư nói cho hết mọi người. Dạ. Giống như là nó tập kiểu không nên nói. Câu đó không nên nói. Cô Hà ơi, sao không thể mặc cô Hà đây. Chị Nhung kìa. Cũng biết là những cái quà đó nhỏ mọn chứ, nó những cái quà nó nhỏ nhặt. Okay. Anh chị Phát cũng bình an ha. Dạ bình an ông mục sư. Chúa. Dạ cảm ơn mục sư. Chị bữa em đi làm bóng chân em gặp cô Hà, hôm nay cô Hà đi công tác hả? Dạ đi rồi, vợ chồng Thảo đi rồi,
Bữa nó cái về nó có nói bà mục sư, nó nói mẹ biết mai con gặp ai không, con gặp bà mục sư. Em thường lại đó mà cái em mở cửa vô em nói ủa sao quen đó mà cũng có cái bịt mặt lại cái nói chuyện hồi kia em nói cô ha. Có về có nói con em có nói. Thảo Hà đi xa đó chị. Dạ nó đi xa. Lúc anh nhìn lấy cái gì đi ở đâu không biết. Người lái xe hả chị? Dạ không đi máy bay bà mục sư. Chứ lái xe là đi lâu á. Dạ. Dạ. Con lấy Tết năm nay thấy buồn nha. Bây giờ không có gặp mặt nhau rồi làm sao mà em. Ông qua ông bà mục sư, kính ông bà mục sư, Tết thì làm sao bây giờ chỉ còn có 2 tuần à. Cái này là thôi em cũng không biết tính sao. Anh Thâu với chị Tô Hồng nghĩ sao? Ngày Tết mình sẽ làm gì đây? Em không có kế hoạch gì hết đâu mục sư. Trời, Tết năm nay không biết sao chị ơi. Em cũng suy nghĩ. Mà sao em thấy sao mà nó nói thật khó chị Thu Hồ ơi. Dạ. Dạ, chị Thu Hồ là mình khó, có thể vào nhà thờ để mà tập hát thu hình cho ngày Tết được không? Nếu mà chúng ta thờ Phượng Chúa qua chương trình Zoom, mà nếu mà ban hát vào nhà thờ trước đó một tối để mà thu hình thì mấy cái bài hát đầu năm chắc cũng vui lắm á. Quý vị ở trong ban hát bàn với nhau xem. Dạ. Bố, hay sao bố? Bố ngồi xa mà, bố đâu có sợ gì. Cái đó là bảo đảm trên 8, trên 6 feet luôn rồi. Anh yêu. Anh yêu vậy. Phải lời nói. Phải lời nói. Ông mục sư mới giảng xong phải nói chuyện ngọt ngào. Dạ yeah, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Anh yêu đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ nhờ mới nghe giảng xong phải áp dụng chứ hả? Dạ đúng. Ông mục sư mới giảng phải áp dụng. Dạ. Cảm ơn chị Pháp. Nói với anh để làm gì? Thôi đừng nói nữa. Anh yêu là bây giờ hội thánh mình phải phải biệt riêng thời gian để mà tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, là mình phải vào hội thánh, mình phải hát, mình phải có nhiều giờ thông con. Tập hát. Yeah. Anh tạo một sư nhắc nhở. Cầu xin Chúa cho tới ngày đó bớt Covid đi, mình nhóm lại nhà thờ chắc vui mà. Ngày Tết Nguyên Đán. Nếu vậy thì tối thứ 6 Tết Nguyên Đán đó, tôi sẽ mời ban chấp hành họp lại, rồi mình sẽ quyết định xem như thế nào. Dạ. Nếu mà Chúa cho bớt Covid nó giảm xuống thật nhiều. Nếu không thì mình cũng kêu gọi nhau vô nhà thờ mình ca hát rồi tu hình để ngày Chủ nhật mình thờ Phước. Dạ. Hiện tại hình hướng thế đang giảm xuống đó. Nó có phần giảm xuống rồi đó. Đủ nhiều bà con mình chưa biết đang giảm. Ai trên mặt ảnh mà thấy anh Đạt hả? Đó. Phải không? Phải anh Đạt không? No. Dạ hình như là có anh Đạt ở trong đường dây DV đó. Dạ thưa ông mục sư, anh Thâu anh nói là bây giờ mình có thể mình nhóm đại được mục sư. Nhóm đại. Dạ. Ok. Riêng cá nhân tôi thì tôi đã có chích ngừa 2 lần rồi.
Cho nên rồi đối với tôi không có ái ngại, tôi nhóm đại thì rất là dễ. nhưng mà nếu bây giờ mà tôi kêu gọi tất cả mọi người cứ nhóm đại thì có thể có người khác nghĩ rằng là ông mục sư chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ tới người khác. Cho nên rồi có lẽ rằng là Chủ nhật tới mình sẽ hỏi lại. Bây giờ quý vị từ giờ đến Chủ nhật tới cầu nguyện đi, xin Chúa cho ý kiến. Rồi Chủ nhật tới mà mình nhóm lại ở trong Zoom đó. Và nếu mình quyết định thì mình có thể trở lại nhà thờ, mình thờ phượng vào cái ngày đầu năm cũng tốt lắm á. Ờ, nếu như vậy thì năm nay mình không có trang trí được cái hoa mai, hoa đào ở trong nhà thờ rồi. Giả sử như là nếu mà mình quyết định ngày Chủ nhật tới này rồi cái trong vòng cái một tuần mình có thể làm được cái gì không? Dạ gấp quá, sợ mọi người không có chuẩn bị kịp mà. Dạ. Tôi ra ngoài sân tôi bứng cái cây đào mà anh Trung mới đem tới trồng ở ngoài sân đó. Đem vô trong nhà đó. nó có mười mấy cái bông. Wow. Nếu mà mình có cây đó thì mình chỉ cần dán thêm những cái bao lì xì đỏ đỏ lên là thấy chị cũng đẹp không? Dạ, mấy cái dán ở ngoài sân đó rồi xếp ốp mấy cái bông vô chứ đâu mà lẹ mà. Nhà ông Trúc có cây đào đó, nhà ông Trúc mỗi năm có cây đào đẹp lắm á. Chặt mấy nhánh chuyện chặt cắm bình bông gì chuyện dạ. Lẹ nhà ông Trúc có mấy cây đào á, mình chặt cái mình cắm vô cái bình bông là có một cây đào rồi. Rồi nhưng mà xin ông Trúc chuẩn bị kêu gọi ban năm giới tuần tới họp ban năm giới ha. Tuần tới hồ sơ dạ. Dạ tuần tới đầu tháng đó. Dạ. Thì tính ra nếu trường hợp cái virus này quyết định mục sư họp thì họp, khi mình sợ anh em đôi khi mình nhóm thờ phượng không được mà họp thì sợ anh ta phiền chứ. Dạ mình họp ở trong, nếu mà không có họp ở nhà thờ họp ở trong Zoom cũng được. Dạ. Tại vì mấy tháng trước ban phụ nữ cũng họp ở trong Zoom đó. Dạ. Vậy mình động viên họp trong Zoom đi mục sư. Dạ. Lúc đó em Thảo Nguyên về chưa chị Phát ơi? Dạ dạ về rồi, tại vì thứ ba này nó về rồi bà mục sư, chỉ đi có mấy ngày thôi. Dạ nó đi có khoảng 5 ngày một bà mục sư. Dạ vậy thì chắc là cái cây hoa đó mỗi người một tay một chân vô gắn, mỗi người một mấy hoa giả đó, hoa mai giả, cái mỗi người gắn vô là mình chỉ cần một đêm là có thể có một chậu bông, ngày mai là hoa nở hết vàng luôn. Thì thứ bảy mình vô mình set up rồi chủ nhật thờ phượng thôi. Dạ dạ. Hay là thì cái ngày tối, ví dụ như tối thứ sáu mình quyết định vô tập như vậy thì mỗi người một tay một chân, nhưng mà bây giờ cái cây cái nhánh phải ở đâu để mà mình có nhánh cây. Thứ bảy mình sắp chặt rồi chuyện thứ bảy thì coi như xong rồi, coi như nam giới họ lo những đề cái nhánh rồi nữ giới thì ca hát rồi gắn vô bông mai vô. Yeah. Mai giả ở dĩ lẻ mà. Nhà thờ mình có bông mai giả của mấy năm trước không ạ? Có cái mua, bà mục sư mua ra ngoài mấy cái chợ Việt Nam mua một bịch vậy, mục sư gắn ra sợ ông bà mục sư gắn không kịp chứ. Dạ. Quá nhiều sợi gắn có bà mục sư trong hội thánh có đó, để dành từ năm ngoái có. Dạ dạ. Ok, nếu mà mình quyết định như vậy thì gắn hoa là chỉ cần một đêm, là mỗi người một tay một chân vô là giờ tiếng đồng hồ xong rồi. Dạ. Tiếp vào xong rồi. Yeah. Tôi nghĩ cái cây đào mà anh Trung anh ấy đem tới đó, anh ấy trồng ở ngoài sân đó, tại vì anh ấy đã đào từ nhà lên và cái rễ nó đã ngắn rồi, rồi bỏ vào trong cái chậu là mình để được một cây rồi, cây đó là cây đào.
bây giờ dạ, một bên đào một bên mai dạ dạ bên có cả bông đào luôn bên bông đào mấy nhánh vòng của tôi đã cắm vô là xong đây dạ dạ đã có sẵn hết rồi chỉ cần cái nhánh thôi rồi là xong dạ vậy cứ vậy có cái đào cây mai là được rồi chỉ cần dạ. Binh tướng trung đồ môn tính của nhà của chị là chị thắng đó là thấy là vui rồi dạ yeah. Kỳ vừa rồi các cháu lên múa đẹp quá dễ thương rất dễ thương rồi hát nữa là coi như là thấy chương trình rất là sâm tụ rất là vui dạ yeah. Cái quan ông những người lớn đó, lì xì với em bé đó nhưng bà mục sư với lì xì với tín đồ đó chuẩn bị đi cái đó dễ lắm ông chú ơi mỗi năm tôi cứ thông báo với người thủ quỹ đó ra nhà con gửi cho tôi 100 tờ giấy một tờ mới rồi cái người thủ quỹ cũng mua luôn 100 cái phong bì là phong bì dễ là đó nhưng mà bỏ vô rồi nó hơi khó à. Dạ. Dạ. Cái đó thủ quỹ làm nhà chồng của ông bà mục sư đó, thì nó có phao vờ hơn chứ ông chắc là lễ cái lọc của ông bà mục sư mà thôi ông bà mục sư sẽ lo câu kinh thánh ông bà mục sư sẽ lo câu kinh thánh mình sẽ dạ, cái câu kinh thánh vào trong cái phong bì lễ lọc á đồng hay không cũng được. Ủa mà chú cháu thấy hình như cái phong tục đó hình như mấy cái bao lì xì đó cho các cháu nhỏ không hả chú ơi thành ra dạ, chú phải dẫn cháu tới ông bà mục sư nó cũng được cũng là người ta nhận cái lộc của những người lớn người có phong mời những người mục sư để cho ăn vậy đó thì cái đó là cái phong tục của Việt Nam nó vậy đó dạ yeah. Đúng rồi đó ông chú mỗi một năm trước đó là bà cụ dì Bảy và bà mợ Sáu là hai người ngồi đó lì xì cho mọi người trong hội thánh và yeah. Tôi cũng được tới nhận tiền lì xì nữa bao phong bì lì xì nữa dạ yeah, thì nếu mà mình thờ phượng Chúa trong hội thánh mình sẽ thực hiện điều đó dạ yeah. Yên tâm bà cụ Bảy với lại bà cụ Sáu yeah. có gọi là thính gọi là gì đi tới được không đó là mà mấy người lớn tuổi là đại diện cho hội thánh đó yeah. Là quỹ của hội thánh còn cái quan trọng cái phao vờ là nhờ cái đức của hai bà mục sư đó ông bà mục sư Việt nè ông bà sư Hiền nè đó thì cái đó cái đức người ta hưởng được cái đức đó đó còn đó hội thánh mấy bà thì chuyện nhỏ rồi chuyện bình thường rồi nhà chuyện nó nhỏ thì nó cũng nhỏ chứ ơi ông quan trọng đó chú ngày hôm đó nếu mà chú dẫn đông người tới các cháu nhỏ tới để nhận tiền lì xì nữa thì sẽ được phục vụ đi chứ ông sư nói rồi có bà Bảy lo ok à, gọi là gì được được nhiều ơn nếu mà mình mang cho hơn là nhận lắm mấy chú dạ yeah, đúng rồi dạ yeah. Dạ, nhưng mà người ban ơn quan trọng hơn có đức thì anh em nhận được không cái đủ sức mà ăn. Yeah. Amen, cảm ơn ông Trúc có ý kiến đức là mình sẽ lấy từ Chúa đem xuống. Dạ. Yeah. Yeah. Mình con cái của Chúa mình phải dùng sao luật Chúa chứ luận nhân gian bình thường rồi. Ông ơi, bà khỏe không ông? Bà đâu rồi? Không nghe tiếng. Dạ, bà đi rest room rồi bà Vương Sơn. Bà mới dạ. Ngồi đây. Vậy là dạ. Chuẩn bị đi mổ tuần sau hả ông? Dạ dạ. Thứ hai này, mai nè. Dạ. Chà nếu mà mổ như vậy rồi ngày mà Tết rồi mình tổ chức ở trong hội thánh thính đi được không? Dạ cũng có xe đi đẩy đẩy đi cũng được đi vô nó ngồi cũng được đâu có sao mà học sinh. Có xe đẩy xe vịn để đi từ từ tập đi chứ đi nếu không tập thì sợ nó rút cái gân ra rồi đi cũng được luôn phải tập phải đi phải action phải tập đi, cô Hà dạ. Ơi cô Hà khỏe không có cô Hà đây nè
Dạ, chào bà mục sư, cảm ơn. Hồi nãy em có nói là ơn Chúa là chích đợt này nó cũng hơi hơi hành giống như lần đầu vậy thôi. Tại vì nghe người Hà, nói là Hà là Moderna hay là Pfizer? Dạ, Moderna. Dạ, ông mục sư về bị chóng mặt đó, uống thuốc nằm một chiều ngày hôm qua phải ăn cháo đó cô. Em cũng hơi lo đó. Em nghe bà ông mục sư nói vậy nãy giờ em hình như em hơi lắng nghe cái nó cũng hơi hơi. À. Mình lắng nghe đó là mình giống như là bệnh tưởng á. Dạ, dạ bệnh tưởng tượng đó, hơi lắng nghe, hơi nhức đầu với hơi ấm ấm mà. Dạ đúng rồi đó, ông mục sư nói dạ. Em vậy đó, ông mục sư nói cái mũi thứ nhì á, cái Pfizer thì em có thì cái mũi thứ nhất cái tai của em nó hơi đau, nó đau xuống cái muscle 2 ngày. Còn cái mũi thứ nhì thì không biết sao chưa, em cũng hơi lo. Dạ. Có bà mục sư chích rồi hả? Dạ. Cái mũi thứ nhì á, tại vì mình quên, cái hôm đầu tiên đó là cũng phải qua ngày thứ hai, cái chỗ nó mới đau. Mà mình mới chích về hôm qua, cái mình nói trời lần này sao sướng quá vậy nè, không có đau gì hết. Chừng sáng ngủ thức dậy bây giờ là mình có đau. Dạ. Dạ. Đau. Cái đau là bình thường ai cũng phải đau hết. Dạ. Dạ. Nhưng mà bà già chồng, bà già chồng của con gái mình đó, thì không biết tại sao mà bà lại bị ói. Ồ, dạ. Mình chích là bữa thứ năm. Nó chích vô cái con đó, nó chích vô người mình để nó chống lại đó. Dạ, thành ra... Nhưng mà qua ngày sau thì bà dạ. Ok. Bà dạ. Ói rồi bà đứng dậy, bà đi tới đi rồi bà ấy vài tiếng thì ok. Qua ngày sau thì hết. Dạ. Ừ. Thế rồi này. Có một người ở trên đài đó mấy anh chị có thấy không, cái bà đó bà bị phản ứng rất là mạnh, thành ra người ta là nói là bà không được chích lần thứ hai. Mà bà tê môi tê miệng bà ấy. Ồ, vậy. Bà bị phản ứng rồi. Dạ. Yeah. Bị nhưng mà cái đó hiếm lắm. Dạ, ít lắm. Thì nghe trước khi mình chích ngừng đợt thứ hai cũng hơi sợ sợ, nhưng mà giờ chích rồi thì thấy tạ ơn Chúa, vậy là dạ. Qua ngày nay nữa là êm. Thầy chúc tất cả mọi anh chị em đều lần thứ hai đều như vậy hết, không có gì nguy hiểm. Dạ. Nhất là bác Bảy cũng mong vậy. Dạ. Dạ. Bác Bảy thì không nghe nói, bác Bảy chắc là khỏe. Bà Bảy không nghe, bà Bảy trả lời bà Bảy bữa nay đâu rồi. Đó là Bảy ngồi đó. Bây giờ bà vẫn còn. Mà không nghe nói là bác bị phản ứng. Ừ, rồi. Bà Bảy ơi, bà dì ơi, bà dì có nghe nói không? Bà dì, cái máy bà dì on nhưng mà nó không có to, bà dì không có nghe hết. Còn bà mục sư thì chừng nào chích? Bà mục sư chừng nào chích vậy bà mục sư? Chị Hà hỏi bà mục sư Việt hay bà mục sư Hiền? Bà mục sư Hiền, bà mục sư Việt chắc còn trẻ, chắc chưa tới. Dạ, chưa đủ tiêu chuẩn. Chị, em đã chích rồi mũi thứ nhất. Rồi dạ, sau 3 tuần nữa là mũi thứ hai, là khoảng 12 tay hay 24 tay gì đó em quên rồi á. À, dạ, em sẽ chích nữa. Dạ. Nhưng mà chắc chị Hà quên là bà mục sư Hiền cũng không đủ tiêu chuẩn luôn. Nhưng mà bà đúng rồi. Mục sư Hiền có được cái đặc hơn. Bà mục sư, em tìm ra được tại sao em được chích rồi, tại vì là em mệt thôi, nói vậy luôn. Jesus. Biết em nghĩ là em click cái đó đó. Dạ. Dạ em xin chào tất cả mọi người, xin chào ông bà mục sư, chào Tiên, chào Thủy. Dạ. Cảm ơn người, chúc mọi người một tuần bình an trong Chúa. Dạ, 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 cảm ơn chị. Giữ gìn, xin chào tất cả. Dạ. Dạ. Chào chú.